Hello, con xin chào ông bà cô chú nha. Lại là thực dưỡng Tâm Giang đây. Tổ 2 ấp 4 sông Chầu Trảng Bom Đồng Nai đây. Số điện thoại 0914 547 885. Gia đình con hôm nay nấu phở chay cho các cháu ăn này ngon lắm. Mọi người có bị kích thích không? Ông bà cô chú có kích thích không? Ngon tuyệt vời ông mặt trời nhá. Chủ yếu là kích thích cái vị giác và cái trí não để ông bà cô chú chịu khó nấu ăn ở nhà để cho đảm bảo sức khỏe đấy nhá, chứ không có ý gì khác đâu ạ. Đây ạ, đây là phở gạo lứt, đây là đậu hũ chay nhưng mà làm từ đậu hũ và lúa mạch, ngon lành sạch, ăn vào thân khỏe tâm an đấy. Buổi sáng là mẹ con là mẹ cháu là cứ đổi qua đổi lại, hôm thì ăn phở, hôm thì ăn cháo, hôm thì ăn bún, hôm thì ăn bánh bánh bao, cứ đổi qua đổi lại ở trong thực dưỡng thôi. Đấy, mình chỉ cần chịu khó mình nấu là cả nhà ai cũng được ăn ngon. Ăn ngon, ăn đồ sạch. Đấy. Đấy, mỗi cháu một bát là một một tô nhỏ nhỏ này. Đi ra ngoài tiệm mà ăn một tô này bây giờ cũng phải tới cả 20-30 ngàn đấy chứ ít gì đâu. Mà mình nấu trong thực dưỡng tính ra là rẻ mà ngon. Mà lại là ngon và lành và sạch. Đấy, mẹ con nhà cháu khoe với ông bà cô chú quay mấy cái tô này để ông bà cô chú kích thích nhà cái vị giác chịu khó nấu. Ở trong thực dưỡng rất nhiều đồ ăn sạch, 1.000 món để mua về ăn, ông bà cô chú thoải mái lựa chọn. Cứ ai ở gần nhà thực dưỡng nào thì kiếm nhà thực dưỡng đó mà mua cho nó tiện. Mà bây giờ nên đi đầu tư vào ăn sạch đi, để cho nó khỏe, đỡ phải đi bệnh viện, đỡ phải đi kiếm bác sĩ. Đấy, sợi phở gạo lứt này ngon lắm. Phở gạo lứt Quy Nguyên nha, nhà con bán phở gạo lứt Quy Nguyên. Đậu hũ này cũng là hàng sạch này, ngon hơn cả ngoài Vinmart luôn. Ngày xưa thỉnh thoảng con mua một bịch Vinmart về nhưng mà không ngon. Và rất là đắt so với trong thực dưỡng. Đắt gần như gấp đôi lượng tiền luôn á. Đấy, thôi con chỉ quay review vậy cho ông bà cô chú coi thôi nhá, bữa sáng của gia đình con nhá. Đó, là các cháu ăn sáng á, thì hôm nay là cho các cháu ăn hơi muộn tí tại vì các cháu được nghỉ học cho nên là các cháu dậy trễ. Đấy, các cháu cũng thích lên hình lắm, thích xem lại video của mình lắm, cũng đánh giá từng video một đấy ông bà cô chú ạ. Cho nên là mẹ cháu luôn phải nỗ lực, luôn phải cố gắng để mà cho các con mình nó là một cái sự học hỏi từ một người mẹ tuyệt vời ạ. Dạ, xin cảm ơn ông bà cô chú nha. Bye bye, tạm biệt ông bà cô chú ạ.